Rồi, 20 giây nữa. Vô đùi chưa? Rung rồi. À, ráng lên, ráng lên, 10 giây nữa, 10 giây nữa. Nào, nào. Xuống, xuống, xuống. Ok, rồi, 50 cái nhảy dây. Căng á, không đùa đâu. Rồi, 50 cái nào, vào. Rồi, tạ 5 kg, rồi, 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 được rồi, tạ 5 kg. Bước dài chân, nhúng mỗi bên 10 cái. Sau đó mới đổi qua bên kia là nhúng luôn nha. Không, đó, 5 kg đó. Không, 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 5 kg, 5 kg mỗi bên. Rồi, bước dài chân nhúng nha. Rồi, nhúng rồi. Lên xuống thôi. 1, xuống sâu lên. 2, 3, 4, đúng rồi, vậy đó, thăng bằng lên. 5, xuống sau vô, xuống sau vô. Nào, đá lên. Vô. Không mong đùi lắm. Tiếp. Xuống. 6. 7. Thẳng lưng nhìn về trước. 8. Đầu gối gần chạm sàn coi. 9. Nữa. Nữa. 10. Đổi bên. Căng á. Vô. 1. 2 3 Ráng này lên, ráng này lên, quay lại đây, quay lại đây. À thôi, tiếp đi, tiếp góc đó luôn đi. Rồi. 4 5 6 Má xuống, 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 7 nè lên. Cái 5 kg rồi lên ơi. Anh đang mua tạ mấy chục ký vậy thêm cho em tầm lên. 8 Chuẩn bị chết nhưng lên. 9 Mời rồi, ok, thả tạ xuống, thả tạ xuống, thả nó đi. Rồi, thả lỏng chân, thả lỏng chân, thả lỏng chân. Cho nghỉ 30 giây nè. Rồi, 1 Rồi, thở thở.